chào mừng mọi người đã trở lại với Minh Tuấn Mobile. Thì sau một khoảng thời gian dài chúng ta sử dụng iPhone thì chắc chắn sẽ xảy ra cái tình trạng là hết dung lượng và hết bộ nhớ. Và chúng ta không thể nào mà tải thêm game hoặc là tải thêm video để xem, chụp hình nữa đúng không? Cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để giải phóng dung lượng iPhone để mình có nhiều bộ nhớ hơn mà không cần phải xóa bớt những bức ảnh mà các bạn yêu thích nha. Bắt đầu! Và việc đầu tiên á, chúng ta cần làm là kiểm tra lại toàn bộ dung lượng iPhone có trên máy của mình nha. Đầu tiên là vào cài đặt, sau đó chọn cài đặt chung, chọn dung lượng iPhone. Và ở đây các bạn có thể thấy tất cả các ứng dụng đã được cài đặt trong điện thoại và một ứng dụng đang chiếm được bao nhiêu GB luôn. Và cái điều mà chúng ta cần làm nhất để giải phóng được dung lượng iPhone đó chính là xóa bớt các ứng dụng không cần thiết. Và trên iOS bây giờ đã có một cái tính năng là gỡ bỏ ứng dụng, có nghĩa là các bạn có thể gỡ bỏ cái ứng dụng này ra khỏi điện thoại. Nhưng dữ liệu của ứng dụng vẫn được giữ lại, vẫn được lưu lại trong điện thoại. Phòng trường hợp là các bạn muốn tải lại ứng dụng thì mình vẫn có dữ liệu để mình tiếp tục dùng ứng dụng nha. Ở trong phần dung lượng iPhone đó, các bạn hãy click vào một ứng dụng mà mình ít dùng đến. Ở đây nó sẽ có hai dòng là gỡ bỏ ứng dụng và xóa ứng dụng. Thì cái dòng mà gỡ bỏ ứng dụng sẽ cho phép bạn xóa ứng dụng ra khỏi máy nhưng vẫn giữ lại toàn bộ dữ liệu trong ứng dụng để chúng ta có thể tải lại và sử dụng ứng dụng này sau này. Còn nếu bạn muốn xóa hoàn toàn ứng dụng và dữ liệu để có thêm dung lượng lưu trữ thì chọn ngay cái dòng là xóa ứng dụng nha. Có một cái vô cùng khó chịu ở trong dung lượng iPhone đó chính là bộ nhớ khác. Và có bao giờ các bạn thắc mắc là có bộ nhớ khác này ở đâu ra không? Thực ra những cái bộ nhớ khác này là nó bao gồm những cái tin nhắn cũ nè, những cái dữ liệu duyệt web và các cái tệp mà các bạn đã download về trong máy và từ rất lâu rồi. Và chúng nó tích tụ lại và ngày càng lớn dần. Cho nên là chúng ta cần xóa chúng ngay trước khi tụi nó quá lớn nha. Các bạn hãy vào cài đặt nè, chọn Safari, kéo xuống dưới và chọn xóa dữ liệu và lịch sử duyệt trang web. Và để xóa một cách triệt để hơn thì các bạn vào nâng cao, chọn dữ liệu duyệt web. Ở đây các bạn có thể thấy một trang web có thể chiếm đến gần 100 MB, cho nên hãy chọn cái dòng là xóa tất cả dữ liệu trang web nha. Thêm một cái nữa là chúng ta cần phải xóa các tin nhắn đã quá cũ. Đặc biệt là đối với những bạn nào dùng iMac thì cái dung lượng lưu trữ iMac nó khá là nhiều luôn. Vào cài đặt nè, chọn ứng dụng tin nhắn. Các bạn kéo xuống dưới ở cái dòng là lịch sử tin nhắn. Ở đây thì các bạn hãy chọn lưu tin nhắn trong vòng 30 ngày để tin nhắn quá cũ sẽ được xóa bớt nha. Đối với những đứa nghèo như mình không có tiền dùng 3G thì thường sẽ tải nhạc về máy. Đây cũng là một cái lý do mà khiến điện thoại của chúng ta ngốn nhiều dung lượng hơn. Cho nên đó là các bạn hãy vào cái ứng dụng nghe nhạc của mình và xóa bớt những cái bài nhạc mà mình ít nghe đến để bộ nhớ của máy nhẹ nhàng hơn nha. À mà còn một cái nữa mới quan trọng này nha. Mấy bạn nam mà sử dụng iPhone thì chắc chắn thế nào cũng sẽ tải game về, cho nên đầy bộ nhớ là chuyện bình thường. Còn đối với mấy bạn nữ như mình thì sao? Mình ít chơi game nhưng mà trong điện thoại lúc nào cũng có 7749 tấm hình mình lưu trong điện thoại. Ngày ngày thì cái bộ nhớ này nó càng nhiều hơn. Cho nên là mình khuyên các bạn nên sử dụng một ứng dụng bên thứ ba, ví dụ như là Google Photo hoặc là Google Drive để mình có thể lưu trữ ảnh. Phòng trường hợp nữa là mình mà bị mất điện thoại thì vẫn có thể giữ được một chút ảnh để lưu làm kỷ niệm đúng không? Và để giải phóng bớt dung lượng cho iPhone thì các bạn cần vào cài đặt, chọn ID Apple, chọn ảnh và các bạn hãy bật cái ảnh iCloud lên và chọn cái dòng là tối ưu hóa dung lượng cho iPhone nha. Tèn tèn, và đó là những cách để giải phóng dung lượng bộ nhớ cho iPhone. Nếu như các bạn có ý kiến nào hay hơn nhớ comment bên dưới cho mình biết với nha. Đừng quên là like, share và subscribe cho kênh Minh Tuấn Mobile. Tạm biệt.